Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trà Tiên Đồng. Hai câu chuyện về việc thưởng trà dưới đây sẽ giúp mỗi người trong chúng ta lĩnh ngộ về những triết lý nhân sinh sâu sắc cũng như là ý nghĩa ở đời. Ngẫm việc thưởng trà như triết lý nhân sinh thì trong một lần rảnh rỗi, hai vị cao nhân ngồi uống trà với nhau thì nhìn người bạn trà cặp bụi pha nước, người này hỏi thì trà ở tuần nước nào thì là uống ngon nhất. Người kia trầm ngâm một lúc lâu rồi như là nghiền ngẫm về câu hỏi của người bạn. Sau một hồi suy ngẫm thì đã có câu trả lời: tuần nước thứ nhất tựa như gió thoảng, tuần nước thứ hai tựa như dòng xuân xanh, và tuần trà thứ ba tựa như ánh trăng chiếu rọi. Thì qua nhiều lần pha thì mỗi lần có hương vị khác nhau, nhưng mà qua một hồi suy nghĩ thì hai người bạn đó vẫn chưa có câu trả lời rằng là tuần nước nào thì hương vị trà là ngon nhất. Đức Phật dạy, sinh mạng nằm trong từng hơi thở của hiện tại. Tiếp thay, cuộc đời của mỗi con người dường như cũng quẩn quanh trong mối băn khoăn của những người mãi đi tìm những điều hơn nhất. Khi cầm lên một chén trà, uống một ngụm trà vào thời điểm ấy, bạn không hề biết lần pha trước đó chén trà ấy có vị ra sao, cũng chẳng thể hiểu lần pha tiếp theo vị của nó sẽ biến đổi như thế nào. Bởi vì chỉ có hương vị trà ở thời điểm hiện tại đã chiếm trọn vị giác và tâm trí của bạn. Đừng phí hoài tuổi thanh xuân bằng cách so sánh của cuộc đời ở hiện tại với thì tương lai hay thì quá khứ. Thay vào đó, hãy trân trọng những giây phút được nhìn thấy ánh dương, được hít căng lồng ngực, được lắng tai nghe những âm thanh từ dòng người tấp nập xung quanh. Tận hưởng sinh khí giá trị của hiện tại chính là cách ta sống hết mình với cuộc đời mang tên ta. Rồi câu chuyện thứ hai, ở về đời người không khác gì chuyện thưởng trà là bao. Nhớ năm xưa thì người mang danh gian tặc như là Tào Tháo, Lập Nghiệp bị không ít người ghét bỏ, mà những người nổi danh như Lưu Bị thì không ít kẻ thù. Sống ở trên đời không nên quá quan tâm đến cách nhìn, cách suy nghĩ của người khác, mà bạn hãy làm tốt công việc của mình, đi hết con đường mình đã chọn. Nếu khi nào cảm thấy mệt mỏi quá, hãy dừng chân lại, rồi hít một hơi thở thật sâu, uống một ly trà xanh, nghe một khúc nhạc du dương để chúng ta có thể cảm nhận được cái cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn với ly trà xanh. Ở đời người, việc gì cần nói thì hãy nên nói, việc gì im lặng thì hãy học cách im lặng, đó là một loại thông minh. Còn ở đời người, việc gì cần làm thì hãy nên làm, còn việc gì không nên làm thì hãy lui đúng lúc, đó là một loại trí tuệ. Đời người, điểm gì cần lộ thì hãy hé lộ, điều gì cần giấu thì hãy giấu kỹ, đó là một loại cảnh giới. Nếu trong cuộc sống chúng ta không vui vẻ, không hạnh phúc thì hãy học cách buông bỏ, nếu không buông bỏ được thì hãy chấp nhận đau khổ. Thì người ta thường nói cuộc sống giống như là mây trôi, giống như là pha lê, giống như là pháo hoa, mà người ta đã ví rằng pháo hoa thì sẽ nhanh tàn, mây thì sẽ trôi và pha lê thì sẽ dễ vỡ. Tận cùng của nỗi nhớ là sợ lãng quên, tận cùng của sự yêu thương là xa rời, tận cùng của mộng đẹp là tỉnh giấc. Thì có đắng có ngọt, có vui có buồn, đó mới chính là cuộc sống. Thì người ta thường nói trong cuộc sống không khác gì chuyện thưởng trà là bao. Nhấp ngụm đầu tiên cảm thấy vị đắng vị chát sẽ át hết tâm trí, nhưng khi thưởng trà thì chúng ta sẽ thấy là có vị đắng vị chát này, ngọt bùi mới cảm nhận được cuộc sống của chúng ta có đắng có cay, có vui vẻ có buồn tủi. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về những triết lý nhân sinh sâu sắc về việc thưởng trà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm